Quỳnh Quang Vũ xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình thấy cái ảnh này rất là hay. Ở sau lưng Vũ đó có một người đó cầm cái vợt mà to khủng luôn á, biết quơ cái gì đó. Đi xuống coi nha. Bây giờ mình đi xuống mình coi. Đây là hình ảnh của những người mà bắt cào cào về cho chim ăn, gà ăn cào cào được. Vất vả đó, nó bay quá trời kìa. Đó, hốp đổ vô tí xíu, mượn bây giờ tôi quơ thử, tôi quơ được mấy cái. Đây là ở bờ hồ Dầu Tiếng của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Anh này em cho biết là anh ở huyện Hòa Thành. Làm cái này rất là vất vả. Bắt cào cào. Hay quá. Bắt đổ vô. Cái này mấy con này nó chỉ búng búng ra thôi chứ nó có bài nổi hả? Mình nấy thôi chứ mình đó đó quá trời luôn anh chơi đó. Trời ơi, nãy chắc được gần nửa tiếng được, như đó là như đây chắc được nửa ký vậy hả? Trời ơi, anh làm mới tí xíu mà anh thở không ảnh này mệt lắm. Đó, cái đám bên đây nè, cào cào nhiều. Anh thấy có kiến nè. Hèn gì. Có nhái không? Trời, bắt không có được gì đó rồi. Rồi, Mr. Vũ bây giờ bắt đầu đi thử nghề quơ cào cào. Nhìn cái dáng cũng rất là đẹp. Không biết của anh quơ được mấy cái đây. Qua wow, trải nghiệm sao anh Vũ? Trời ơi. Nặng không? Gì mới mấy cái mà thở dưới trời. Thôi được rồi. Đủ câu chưa? Câu quay thành quả rồi. Một con. Quá trời luôn này. Ba con. Ừ. Mệt. Bye bye. What the... thôi để em trả cho người ta. Đây em quơ mấy cái thử coi, quơ thử, để quơ đây thử coi. Thôi nặng lắm. Quơ thử coi. Hả? Mệt quá rồi, giờ quơ không nổi nữa, bỏ nó cho em trả luôn. Nãy em kiếm cái bịch. Nhà có con câu không? Lát gì đó, lấy cầu cào, câu cá. Tối thì cắm ếch rồi. Đi câu đêm rồi. Hay quá. Ok.
cứ quơ qua quơ lại hoài, nó chạy tới giao lưu hoài. Hay quá. Quá đã luôn. Bây giờ chừng nào anh nghĩ rồi mượn mình quơ thử, mình quơ được mấy cái. Mà cầm nó rúi lắm nghe, nó phùng ra kìa. Chưa mình nghe nói bắt cầu cà bắt bằng lưới mà giờ mới thấy lần đầu tiên. Lần đầu tiên mới thấy. Đó, ở ngày đó quá kìa. Cái bầu trời bữa nay nó xám xịt luôn. Áp thấp nhiệt đới. Đó. Túm và đổ vô. Ủa vậy hả? Tập cái nước mà kiếm lửa không hả? Hèn gì đây nè. Chị nãy bị chiến cắn không biết cái gì. Đâu cầu cà đâu? Đó, thấy rồi. Nó nhảy từng 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 kìa. Cầu cà. Bắt tay cũng có nữa hả? Ít quá chưa hút ra. Đang nhiều anh hút ra luôn. Mình phải đi lên đây, lên đây. Lên đây, tí xíu cho tôi mượn cái đó tôi quơ xuống, tôi quơ thử mấy cái. Đây, đó, để cái thành quả của ảnh là nguyên một cái xe cào cào. Đó. Phải bỏ mấy cái lá, cái cỏ ở đây nè, để cho cào cào nó bám lên đó. Đó, cào cào nè. Hay quá. Đó, xe cào cào. Đó, có một người chuẩn bị lại mua cào cào gì chim ăn. Nói là một ký là bao nhiêu tiền? 300 mấy một ký là 250 bịch. 1.800. Chị nhiều, bán cho chim ăn mà. Ủa mình vô bịch sẵn mình mới giao cho người ta anh. Cực quá vậy. Ừ. À. Thường thường cái cào cào này mình đi bắt buổi sáng hay là bắt nguyên ngày luôn? Đi từ sáng giờ mới mấy con. Hay vậy hả? Mấy giờ trước bắt chỗ nào? À, ngay cỏ tao nuôi. Đây, cái hồ dầu tiếng nè, mình đang đứng trên bờ hồ dầu tiếng. Đó, nước đang lên. Đây này, ta trồng mì nữa các chị các bạn. Hồ dầu tiếng. Nước hồ dầu tiếng nó định qua hả? À? Nước hồ dầu tiếng định qua đây hả? À? À. Giọt hả? Ừ. Rồi. Quên là dép dưới luôn rồi, xuống lấy dép anh đi, giờ lội xuống kia. Mắc cỡ rồi nó đâm đau quá. Tôi leo lên bờ dù hồi dù tiếng này. Ây da. Bờ hồ rất là đẹp. Rồi cảm ơn anh nhiều, chúc bắt được nhiều cầu cào nha. Rồi tiến lên.
đó đi làm gì bắt con cào à? Lụm được cái này gì đây? Vớt bèo. Hả? Vớt bèo. Ủa vớt bèo, vớt cái này là vớt bèo hả? Nhỏ xíu vậy đó hả? Đây là núi Bà Đen đó hả anh chị? Đó, đẹp rồi. Rồi chào các bạn nha. Thở mệt quá.